Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà cái cây cần câu tôm, cần câu tôm hay sinh. Cần câu tôm này là dài 2,4 m và có thể dâm được lóng 6, 7, 8. Đây là cần câu tôm hay sinh của mình ha. Đây, thì cần câu tôm mình tháo ra đây. Cần của mình là của hay sinh Đài Loan. Cần mình có thể chiều dài tối đa là 2,4 m, zoom được lóng là 6, 7 và 8. Thì lóng 8 là tương ứng với 2,4 m nè, lóng 7 là 2,1 m và lóng số 6 là 1,8 m. Nguyên cái cần này của mình á, nó có cái chiều dài nó gồm 8 lóng á. Đây là cái đọt để mình cột thẻo khi mình câu. Đây là cái dòng sản phẩm cần câu tôm cao cấp của Đài Loan, thì nó chuyên dùng cho những anh em mà câu tôm ở hồ dịch vụ vị trí. Thì bây giờ mình đi sơ qua một cái thông số về cái cần. Cần của mình là như mình đã nói là nó dài 2,4 m, cái chiều dài thu gọn là 41 cm, trọng lượng của cần là 55 g, rất là nhẹ để cho anh em câu. Nó có gồm có 8 lóng và cái chiều dài cái đọt á là 0,75 ly và cái gốc á là 20.5 ly. Đây. Và cái vật liệu của nó là 99.8% carbon. Đây. Và một cái sản phẩm cần câu tôm này á, nó gồm có cái cần, cái hộp và một cái túi vải để đựng đựng kèm. Đây, cái túi vải mình túi vải để bỏ cần. Rất là chuyên nghiệp ha. Thì mình sẽ đi chi tiết vào cái chỗ mà cái nó dâm 6 7 8 à. Thì trường hợp ví dụ anh em muốn câu ngắn á, thì mình để câu ở zoom ở vị trí số 6. Thì những cái góc zoom này nó rất là cố định, nó rất là nặng. Thì mình không có lo cái việc mà khi câu là nó bị tuột ra ngoài ha. Đây là mình đang để zoom ở vị trí số 6 á. Đó, thì ví dụ anh em muốn câu dài hơn là qua vị trí số 7 và vị trí số 8 là nó dài nhất nha. Rồi, ok. Đó, thì mình đẩy lại là mình đẩy cho nó mạnh tay vào, nó sẽ giữ cố định vị trí này, nó không tuột ra khi mình câu ha. Ok, mình giới thiệu sơ qua cần câu tôm hay sinh của Đài Loan. Thì anh em nào có nhu cầu để cần inbox để tư vấn thêm thì sẽ liên hệ mình số điện thoại bên dưới nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào. See you again.